Kim ngạch thương mại Nga Việt Nam năm 2017 đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 36% so với năm 2016. Xuất khẩu của Nga vào Việt Nam tăng trên 38%. Tác động tích cực của hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh kinh tế Á Âu đã mang lại kết quả đó, nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Chuyên gia nhận định để hiệp định này hiệu quả hơn nữa thì việc thúc đẩy tiếp cận thị trường của nhau của các doanh nghiệp hai nước là rất cần thiết. Phía Nga đã có rất nhiều nỗ lực trong hỗ trợ các doanh nghiệp của mình tiếp cận thị trường Việt Nam và sự tham dự của hàng chục công ty Nga tại Expo Việt Nam 2018 là một minh chứng rõ nét. Chúng tôi giới thiệu sản phẩm robot Kiki. Nó có nhiều chức năng như hướng dẫn viên, quảng cáo sản phẩm nào đó hay giao tiếp, trở thành người bạn đồng hành. Có thể lắp hệ thống nhà thông minh vào robot này. Robot này đã có mặt ở nhiều nước như Tây Ban Nha, Tiệp, Ả Rập Thống Nhất, vân vân. Và bây giờ chúng tôi giới thiệu tại Việt Nam. Nền kinh tế của hai nước chúng ta đang chuyển lên một mức mới, cao hơn. Vì thế, tương lai thuộc về những giải pháp công nghệ cao. Cho nên, robot hóa hay ứng dụng công nghệ cao đang rất cấp thiết cho cả Nga và Việt Nam. Thiết bị công nghiệp khai thác, năng lượng, xây dựng, thiết bị chăm sóc trẻ sơ sinh sinh non, thiết bị cấp cứu khẩn cho bệnh nhân tim mạch, hệ thống lọc nước uống từ bất cứ nguồn nước nào và rất nhiều công nghệ tiên tiến khác của Nga được giới thiệu tại Expo Việt Nam 2018. Những cái sản phẩm này có thể nói là tuyệt vời. Các bạn đã đầu tư rất là nhiều công sức, hàng như là cái sản phẩm ở đây, cái cắt lớp, CT cắt lớp nguyên một cái cơ thể người và có thể giúp cho sinh viên ngành y học được rất là nhiều từ cái mô hình này trước khi vào với cái mô hình thật. Năm nay, Nga là khách mời danh dự của Expo Việt Nam 2018. Rất nhiều công ty Nga đã sang Việt Nam tham dự từ rất nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau như công nghệ thông tin, nông nghiệp, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ. Nói chung là tất cả những công ty mà Nga có thể giới thiệu cho Việt Nam. Với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Nga, sự tiếp cận thị trường Việt Nam của các công ty Nga trong năm 2018 tích cực hơn. Ngay trong tháng 4 này, hàng loạt sự kiện xúc tiến thương mại diễn ra như gặp gỡ doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giới thiệu nhà thương mại Nga tại Việt Nam, các hội nghị bàn tròn chuyên đề như Nga-Việt, triển vọng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, sự tương thích các sản phẩm xuất khẩu của Liên bang Nga vào thị trường Việt Nam, các khía cạnh tài chính của hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam là một thị trường cực kỳ quan trọng trong chính sách xuất khẩu của Nga. Với Nga, Việt Nam cũng là một trong những cửa ngõ vào khu vực từ khía cạnh thực hiện những chương trình hỗ trợ xuất khẩu ưu tiên. Nga xác định Việt Nam là thị trường tiềm năng, là cửa ngõ vào ASEAN cho các sản phẩm của mình. Hai bên đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.